Xin chào mọi người và nhất là các em trai em gái tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Đây là video mà anh làm về cái vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các em. Như đã nói, cái video mà nói về tử vi của năm Mậu Tuất 2018 đối với Canh Thân nam mạng và nữ mạng cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm của các em thì năm nay là nữ mạng với cái sao Mộc Đức thì có nhiều điều tốt đẹp bởi vì nó thuộc hành mộc, cùng là hành mộc mà năm nay là năm bình địa mộc. Tuy nhiên là do là cái căn mộc thuộc dương ngũ hành hợp hỏa cho nên là thực chất ra thì nhìn bề ngoài thì có vẻ là mình mạng mộc cùng năm mộc thì sẽ tốt đẹp về bổn mệnh này kia, nhưng mà năm nay hỏa rất vượng, đặc biệt là tháng 5 âm lịch và tháng 6 âm lịch, hai tháng thiên tượng hỏa gọi là tháng cực hỏa của năm Mậu Tuất, làm cho người của Canh Thân mà có nhiều điều khó khăn, không có tốt đẹp. Với nam mạng thì có cái sao chủ hay sao thủy diệu có chuyện buồn, dễ chia ly tình cảm hoặc là mất mát người thân, thì không đến nỗi nào nó làm không đến nỗi không được tốt cho giống như nữ với sao Mộc Đức thì nó thuộc hành mộc. Tuy nhiên là các em đó là sao thủy diệu thì nó hành thủy mà mình mệnh mộc mà, cho nên là nó tương sinh cho mình, cho nên là cái tác dụng của nó cũng đỡ đần. Có thể là nói nếu như mà tình cảm gia đạo có gây gỗ gì đó chút ít thì cũng không có quá nặng nề ha. Rồi trở lại với cái vấn đề chính là vận hạn của 6 tháng cuối năm, thì trong cái năm Mậu Tuất này là có cái tháng rất đặc biệt, đó là tháng tuổi của các em luôn. Thì các em cũng Canh Thân thì tháng 7 âm lịch thì là tháng Canh Thân luôn. Nó là tháng Canh Thân của năm Mậu Tuất. Như vậy mệnh là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, thiên can canh kim thì có hàng can giống nhau. Nói chung là mọi thứ về mình tuổi thân gặp tháng Canh Thân thì nói chung là người ta gọi là năm sinh tháng tuổi thì cũng nên tránh né nhiều điều. Gặp rằng đó là tháng vừa trải qua hai cái tháng mà gọi là hỏa cực vượng và mộc sinh hỏa là sinh xuất bản mệnh nữa, thì đến cái tháng Canh Thân này thì rơi vào tháng này, có thể nói là tháng này đối với các em là cần phải cẩn thận nhiều nhất, nhất là các em có cái sao thủy diệu chiếu mạng, nam mạng đó, nam mạng có sao thủy diệu chiếu mạng thì nó rất là dễ xảy ra chuyện buồn, rất dễ xảy ra tranh cãi trong gia đình gia đạo, cho nên là cẩn thận. Còn các em nữ thì với cái hạng tam kheo xây sắc tay chân nhẹ thì cần đề phòng tai nạn nhưng nhẹ nhàng, có thể đổ máu, cho nên là mình phải cẩn thận nhiều điều, chứ không phải là có sao Mộc Đức thì mặc sức mà ăn ha, không có đâu. Cái gì nó cũng vậy, nó cũng có cái hai mặt của nó, điều tốt và điều xấu, cho nên là cẩn thận. Rồi như vậy then chốt mới bước vô 6 tháng cuối năm của tháng 7. Tháng 7 ngược lại đối với những người mà đạo Phật thì đây là tháng vô hồn, tháng cực kỳ thịnh, âm thịnh và dương suy. Tại vì tháng này là vô hồn, theo như thuyết của Phật giáo thì là tháng để thả những cái vong hồn bị đày đọa ở địa ngục ha, làm ác rồi này kia phải trả nghiệp ở địa ngục, lên trên trần gian được hưởng coi như là ân xá vài ngày, cho nên âm rất là thịnh dương suy. Thì nó sẽ gặp mà bổn mạng của mình rơi vào tháng tháng sinh nữa thì cẩn thận tháng tuổi nữa ha, cẩn thận là tốt nhất, nhất là các em coi chừng xây xác tay chân ha, các em nữ ha. Rồi tiếp theo là tháng 8 âm lịch, tháng trung thu, người thì đối với năm Mậu Tuất thì tháng này là tháng Tân Dậu, tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy mệnh là một đồng hàng, bổn mạng sức khỏe ok, không có vấn đề gì cả. Thiên can tân canh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ, tuy nhiên là tân canh thì cùng thuộc thành kim, cho nên là có thể nói là kim về nạp âm ngũ hành của thiên can là đồng hàng, cũng có thể sinh tài lộc nhưng không quá lớn lao, tốt đẹp hơn tháng 7 là được rồi. Thân Dậu thì cũng tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc mà cũng không có tương hợp. Tuy nhiên mà thân và dậu thì đều thuộc hành kim cả, cho nên là về nạp âm ngũ hành của địa chi là cùng hàng kim. Như vậy là
tháng 8 là một tháng rất là đặc biệt đối với tuổi Canh Thân. Lý do là sao? Mệnh thì cũng mọc đồng hàng, thiên can thì không xung không khợ, không khắc, địa chi cũng không xung không không hợp về tử vi, nhưng mà về mà nạp âm ngũ hành thì cả hai đều cùng là thiên can cũng là cùng hành kim hết ha, tân canh hành kim, thân dậu cùng hành kim. Như vậy là tháng này dự định là sẽ có tiền tài tốt đẹp, nhiều điều vui vẻ ha. Rất là vui cho các em tuổi Canh Thân ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 9, tháng 9 năm Mậu Tuất 2018 là một tháng Nhâm Tuất. Tháng Nhâm Tuất thì là thuộc hành thủy, như vậy mệnh là thủy sinh mộc, bản mệnh được tương sinh rất tốt. Khi bản mệnh mà được tương sinh á, thì như anh đã nói ở những video trước, thì các cái phúc tinh, tài tinh, cái phúc tinh tốt là nó sẽ được hưởng lợi, được tương sinh thì nó sẽ sáng hơn, và nó sáng hơn thì nó sẽ chế hóa được những cái xui xẻo, đặc biệt là đối với các em sao nam mạng, sao thủy diệu sẽ chế hóa được cộng đồng rất là nhiều. Thiên can á, thì chữ nhâm, chữ canh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt mà nạp âm ngũ hành á, nhâm nó thuộc thủy, canh nó thuộc kim, như vậy á, là thủy kim sinh thủy, nó thuộc cái vòng mà tương sinh. Về thiên can nó ảnh hưởng nhiều ở công việc, mà nạp gặp được mà không có tương khắc về tử vi mà được tương sinh và nạp âm ngũ hành thì công việc rất dễ hanh thông, tài lộc sẽ có nhưng không quá lớn. Địa chi á, thân với tức á, thì cũng không có có hình hại, không có xung khắc nhau. Tuy nhiên thân á, là kim, tức là thổ, như vậy là thổ sinh kim, nó cũng thuộc vòng tương sinh thổ kim, thì gia đạo cũng sẽ vui vẻ, mọi điều sẽ không đến nỗi nào. Như vậy là tháng 9 rõ ràng là một tháng quá ngon lành. Tháng 8 qua khỏi cái tháng 7, cái tháng tuổi của mình, thì đến tháng 8, tháng 9 thì báo hiệu nhiều điều tích cực. Đặc biệt với những cái tích cực như vậy thì nữ mạng với cái sao mà mộc đức thì rất là dễ có tiền tài và rất có nhiều, dễ có nhiều điều mà vui vẻ trong cuộc sống. Đó là một tín hiệu rất là tốt đẹp đối với người tuổi Canh Thân ở 6 tháng cuối năm. Tiếp theo là tháng 10. Tháng 10 thì là tháng Quý Hợi của năm Mậu Tuất 2018. Thì Quý Hợi thì là thủy, thuộc hành thủy. Như vậy tiếp tục ha, mệnh là được tương sinh. Khi mệnh được tương sinh thì các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi, và các cái phá tinh và bại tinh sẽ bị phúc tinh và tài tinh chiếu rọi, nó sẽ mờ đi, nó sẽ không có tác dụng. Như vậy thì tiếp tục là rất là dễ sinh tài lộc, sức khỏe ok, mọi thứ ổn thỏa. Thiên can á, chữ quý và chữ canh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên á, là quý thì thuộc thủy, canh thì thuộc kim, thuộc dòng tương sinh thủy, kim sinh thủy nữa, thì như vậy nó sẽ đem điều tốt đẹp hơn. Khi mà tử vi không có tương khắc, nạp âm ngũ hành được tương sinh thì rõ ràng rất là dễ sinh tài lộc, tại vì cái là cái mệnh ở trên cái nạp mệnh đó, thì là mình mệnh mộc thì gặp thủy sinh mộc nữa, thì các phúc tinh và tài tinh được hưởng lợi, cộng với những cái thiên can như thế này thì rõ ràng là tốt đẹp trên công việc, dễ sinh tài lộc. Tiếp tục là một tháng công việc ổn định, tài lộc hanh thông ha, đặc biệt với những người Canh Thân. Nữ mạng Canh Thân thì về phần địa chi á, thì lại không được tốt đẹp. Tại vì sao? Tại vì Thân với Hợi á, thì là thuộc nhóm tự hại gì? Dần, Thân, Tỵ, Hợi, Thân, Hợi, thuộc nhóm tương hại. Ở đây được hiểu là sự cản trở nhau, gia đạo sẽ dễ sinh nhiều điều buồn phiền, khó chịu. Các mối quan hệ sẽ đem lại một chút khó chịu, tranh chấp với mình, cản trở trong công việc của mình ha. Cho nên là với tháng 10 thì cần để ý một tí xíu cái phần địa chi, tức là phần gia đạo và phần quan hệ trong công việc ha. Còn các mối quan hệ sẽ đem lại những cái điều buồn phiền cho mình, không có được suôn sẻ, cho nên là cẩn thận. Rồi như vậy thì tháng 10 công việc về sức khỏe tiếp tục tốt, thì có phần gia đạo cần để ý một chút
vì nó rơi vào cái địa chi tương hại, cho nên là các em thì chăm thân thì là những người khá khôn ngoan ha, biết gọi là cương nhu, dừng ở đúng lúc, cho nên là hy vọng rằng là với cái sự khôn ngoan của cái tuổi chăm thân, các em sẽ khống chế được cái tháng 10 ở những cái việc mà của gia đạo đặc biệt ha. Rồi tiếp tục là tháng 11, tháng 11 của năm Mậu Tuất thì là tháng Giáp Tý, thì Giáp Tý thì thuộc hành kim, như vậy thì mệnh là kim khắc bộc, tháng khắc bản mệnh, sức khỏe bổn mạng cần cẩn trọng, bản mệnh nguy nan. Rõ ràng là khi mà tháng nó khắc mình thì nó sẽ có nhiều điều rất là phức tạp, nó sẽ hạn chế luôn cả cái phúc tinh và tài tinh, khi mà nó hóa như vậy thì nó sẽ che cả phúc tinh và tài tinh của mình lại, làm cho mình cảm thấy rằng đó là các cái phá và bại tinh sẽ hoàn thành và rất là dễ sanh ra nhiều điều không tốt đẹp. Thiên can chủ canh của canh thân á, thì nó sẽ khắc chữ giáp, thiên can khắc thạc, công việc dễ gặp chống phá, rơi vào khó khăn. Với cái thiên can mà như thế này thì rất là dễ sinh hao tốn tiền tài, rất dễ sinh xảy ra tranh cãi ở trong công việc, và đặc biệt là với mệnh mà kim khắc mộc nữa, các tạp phúc tinh và tài tinh sẽ bị che khuất thì rất dễ tốn tiền. Cho nên là cần cẩn thận với cái mệnh và thiên can mà bị hai cái bị khắc như này, thì rõ ràng là cái tháng này là tháng không tốt đẹp về công việc, về sức khỏe và về các mối quan hệ trong xã hội. Cho nên là các em cần cẩn trọng, nên nhịn một tí ở trong công việc, tháng này nên nhu không cương ha. Tháng này đặc biệt mà ai mượn tiền thì dạ em cũng có tiền, chứ nếu không mượn tiền là nó đi luôn ha, nó sẽ không có quay trở lại, nó chỉ say goodbye thôi ha. Rồi địa chi á, là Tý Thìn á, thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn, thân Tý Thìn là dấu hiệu của nhiều may mắn cho gia đạo và cho cuộc sống, cho những cái mối quan hệ xã hội, không chỉ cho nó khi mà nhập tam hợp của địa chi, không chỉ mà tốt cho công việc đâu, mà nó còn tốt đó, nó tốt cho gia đạo, tốt cả công việc nữa. Như vậy đó là trong khó khăn, nếu ở trong tháng này trong khó khăn, trong gặp bế tắc, gặp này kia, thì với cái địa chi này thì rất là dễ gặp quý nhân giúp đỡ ha, gặp cái người mà người ta mách nước mách bảo cho mình cái cách để mình vượt qua, có thể là không phải họ giúp về tiền bạc, quý nhân họ không chưa chắc họ giúp mình về tiền bạc, họ giúp mình về cái cách, về cái đường lối mình có thể vượt qua cái khó khăn. Đặc biệt với mà tuổi thân mà nữ bạn ấy, thì nhiều người nói rằng là canh thân là nắm chữ canh là canh cô mồ quả, nhưng xin lỗi không phải, canh nào thì canh cô mồ quả, mà canh thân thì rất là ít người rơi vào cái này. Canh cô mồ quả thì họ rơi vào ngày và tháng nữa, chứ không phải là cứ người canh thân là canh cô mồ quả. Người canh thân là rất là giỏi, nhất là nữ mạng họ giỏi lắm, họ tính toán tốt ha. Người mà phụ nữ giỏi á, chưa hẳn là người làm ra nhiều tiền ha, là người mà coi như là có tài mà xã hội. Người phụ nữ giỏi đối với anh đó là như vậy, người canh thân là người phụ nữ giỏi, giỏi nhất, tức là chọn được thằng chồng giỏi. Nó giỏi nó làm, mình đâu cần làm đâu, vậy là sướng rồi. Đó là cái điều quan trọng nhất của người canh thân, biết lợi dụng cái đầu của mình để mà làm việc cái điều tốt đẹp. Thì với những cái gì mà thể hiện trong tháng 11 thì hy vọng mình có khó khăn, nhưng được cái sự trợ giúp của quý nhân, mình sẽ mở ra những con đường và vượt qua cái sự khó khăn đó một cách rất là tốt đẹp. Ok ha. Rồi tiếp theo đó là tháng 12, tháng Chạp, người Việt Nam hay gọi là tháng Chạp. Tháng này là tháng Ất Sửu của năm Mậu Tuất 2018. Tháng này là tháng Kim, như vậy tiếp tục kim khắc mộc, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng sức khỏe cẩn trọng, bản mệnh hơi bị nguy nan, do là hai tháng liên tiếp mà mình gặp mạng tương khắc thì tháng này cho nên là cần cẩn thận ha. Khi mà hai tháng mà gặp bản mệnh bị tương khắc thì rõ ràng là có nhiều điều không có tốt đẹp. 60 ngày liên tiếp mà bị kim nó khắc thì rõ ràng là hơi bị đuối ha. Rồi cho nên là cần cẩn thận.
tốt nhất là tránh di chuyển sang đi những nơi nguy hiểm. Người canh thân thì rất, tuy là người mệnh mộc nhưng lại là thân kim hợp thủy, cho nên là tránh đi những nơi đồi núi cao để mà xảy ra nhiều điều. Có đi thì đi về hướng nước ha. Thiên can ất hợp canh, đây là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân nghĩa chủ về chủ nghĩa. Như vậy là thiên can thuộc ngũ hợp, mà thiên can thuộc ngũ hợp thì rất tốt cho công việc, hanh thông cho mọi điều. Tuy nhiên là với cái mệnh mà bị kim khắc mộc này á, thì cũng đừng mong cầu quá lớn. Tháng mà tháng chạp của đối với người Việt đó là chỉ làm việc tới khoảng 15-20 thôi, còn 10 ngày cuối là gom góp nợ nần để mà tính toán ha, kết sổ đồ này kia để mình về quê mình ăn Tết vui vẻ. Cho nên là cũng đừng hy vọng mình làm ăn gì đó nhiều quá ở trong tháng này, chỉ là hy vọng rằng với cái sự may mắn của thiên can ngũ hợp, mình có thể thâu tóm hết lại mọi thứ, tính toán về tiền bạc mọi thứ nó tốt đẹp. Rõ ràng ha. Địa chi sửu thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc mà cũng không tương hợp về mặt tử vi. Tuy nhiên là sửu thì thuộc hành thổ, thân thì thuộc hành kim, cho nên là thổ sinh kim, thuộc cái vòng tương sinh thổ kim thì tốt đẹp cho gia đạo thì phải thôi, đúng không? Đi làm cả năm, ví dụ như là cuối năm này, khoảng thời gian cuối năm là khoảng thời gian mình gom góp mình để về nhà thăm gia đình, thì gia đình vẫn là cái điểm tựa và vui vẻ trong gia đạo. Như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp. Như vậy thì anh đã tổng hợp xong cái vận hạn 6 tháng cuối năm của người canh thân nam và nữ mạng. Có rất là nhiều điều tích cực trong cái công việc làm ăn đối với tất cả những người tuổi canh thân. Chỉ cần để tháng 11 một tí xíu thôi thì mọi chuyện sẽ qua một cách nhẹ nhàng. Đó là điều đáng mừng cho tuổi canh thân, và nhất là những người tuổi canh thân nữ mạng với cái sao mộc đức chiếu mạng. Nếu như mọi người xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho nhiều người tuổi canh thân được biết. Ai chưa đăng ký kênh anh Ba Tử Vi, xin nhớ bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi phong thủy, có thể là của mình hoặc người thân, để mà ứng dụng vào cuộc sống, cho có cuộc sống an nhàn và tự tin hơn. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.